mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh, đó chính là hình ảnh về một người thầy giáo đang chỉ bài cho em học sinh của mình học bài. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh này của mình nhé. Ok nha, chúng ta sẽ tô màu phần tóc trước nha mọi người. Phần tóc thì mình sẽ dùng màu đen nhé. Tiếp theo em bé đã mặc một chiếc áo màu xanh dương nhé. Thầy giáo thì mặc một chiếc áo màu nâu nhá. Chiếc quần của thầy giáo thì mình sẽ tô bằng màu đỏ nhá. Chiếc váy của cô gái của mình ngày hôm nay thì mình sẽ thử dùng cái màu đỏ hồng để tô cho phần hồng, mình sẽ tô màu xanh các bạn, màu xanh cho phần chiếc váy của cô gái ngày hôm nay nha. Và đây là phần nắm tay nhé. Tiếp theo mình sẽ tô đến màu xanh lá nhá, cho phần chiếc bàn này. Chiếc ghế nha. Phần quần của bé này đang mặc thì mình sẽ tô màu cam nhé. Đôi giày mà cậu bé đang đi thì mình sẽ tô màu tím. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh của cô gái đang ôm một bó hoa rất là xinh, đã được hoàn thành bởi rất là nhiều các bạn làm. Đôi giày của người thầy cũng màu tím nha. Cái bảng thì mình sẽ là để màu trắng nha, còn là quyển sách này thì mình sẽ tô màu vàng luôn. Thầy giáo thì đang giảng bài cho các học sinh nhé. Và đây là bức tranh mình tô màu cho hình ảnh thầy giáo giảng bài cho các em học sinh đang học bài. Rất là chăm chỉ nha mọi người. Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh. Trên cái của mình là hôm nay chúng ta có thể tham khảo nhé. Và cái video mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu hình ảnh thầy giáo đang giảng bài cho các học sinh học bài như thế này đã được mình tô màu và hoàn thành xong. Hẹn gặp lại mọi người ở những video Tô Vẽ Tranh tiếp theo. Mọi người xem video thì hãy nhớ là ủng hộ kênh của mình bằng cách ấn like.
like, share và subscribe để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video tò mò nữa sẽ được mình đăng tải trên kênh nhé mọi người ơi. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tò mò tiếp theo.